Khi nào có đủ tiền tôi sẽ liên lạc với anh. Nghe nói cô đang mang thai phải không? Là con của chúng ta. Anh bị điên hả? Không bao giờ có chuyện đó. Chắc đợi đứa bé ra đời phải kiểm tra ADN thôi. Người đẹp à. Nhưng mà thôi, cứ coi như là cô đang mang giọt máu của gia đình đó đi. Chẳng phải là cô đang được cưng chiều dữ lắm hay sao? Với số tiền nhỏ nhoi đó có là gì đâu. Ngày mai tôi sẽ nhắn địa chỉ. Bye. Anh... Cô bán hết cái đống túi này cũng không có đủ số tiền mà ông ta yêu cầu nữa. Liên lạc ngay cho tôi nếu không muốn thân phận của cô bị vạch trần. Tôi sẽ cho cô chuộc lại cái USB này với giá rẻ bèo thôi, 500 triệu. Nếu mà không giao dịch được với cô á, tôi sẽ giao dịch với chồng cô. Nhiều khi còn được giá hơn vậy nữa kìa. Tôi sẽ chuộc lại nó. Nhưng mà mấy ngày này tôi không có ở thành phố. Anh chờ tôi về đi. Ok. Nếu mà cô không có trong thành phố, tôi sẽ gia hạn cho cô thêm một tuần nữa. Nè, đừng để tôi phát hiện ra cô lừa gạt tôi nha. Lúc đó tôi sẽ hủy giao dịch ngay lập tức. Chúc cô luôn xinh đẹp. Đây là cái mỏ vàng của mình. Mình phải từ từ thông thả khai thác nó chứ. Nếu như mình đáp ứng yêu cầu của anh ta lần này, chắc gì sẽ không có lần sau. Lần sau nữa. Nhất định mình không để lũ khốn kiếp đó xâu xé cuộc đời mình. Vừa ngày hôm qua.